Bí danh đầu bếp. Siêu thị Sebantine. Phần 2. Đến rồi. Ta ở đâu? Cơm cầu chúa đi. Gans, tôi không là cớm. Qua mặt ai hả? Tao biết ve. Tôi thấy ve. Ông ấy biết đây. Từ từ. Không, tao không bàn thế này. Thỏa thuận là tao giúp ve chạy trốn. Tao không biết mày. Gans, từ từ đã, đừng bắn. Mày hỏi đi, ai cũng biết bu. Gans, tao sẽ đưa cho mày nhiều gấp đôi số tiền ve hứa. Mày giết tao thì sẽ không xu nào. Mày sẽ được gì? Suy nghĩ đi. Thôi được. Chắc là mày cũng đáng giá đấy. Nhảy lên xe. Xuống xe. Đây là nơi nào? Cung vua. Không thích thì quay về. Không hỏi được à? Được, nhưng không cần. Vào đi. Nghỉ ngơi đi. Tí nữa tôi quay lại. Anh đi đâu? Đến xe lấy gói kẹo. Nhà này an toàn chứ? Có nơi khác tốt hơn à? À không. Tóm lại không ló mặt ra sân. Ở đây đồ ăn đầy, có cả tivi. Ta ở đây vài ngày. Nếu bị tấn công, rút đi đâu? Ta sẽ đi băng qua rừng. Rừng kia, đừng banh rèm ra. Anh không là người đầu tiên tự chạy ra và không là cuối cùng. Tôi biết rõ việc của mình. Tôi sẽ không để anh giận, đương nhiên. Anh như là giờ dạo chơi ở trại. Ta ăn gì tí đã. Từ đây gọi điện được không? Được. Ra ở đây gọi là gì? Không, chỉ để nhắn cô ấy. Ta khúc ca. Ừ, ta khúc ca. Alo Vera, anh đây. Ừ Vera, ta cần gặp nhau. Sáng mai em đến ga Takhovka, đi bằng tàu hỏa nhé.
Không em à, đi tàu hỏa. Đừng đi ô tô, nhớ đi tàu. Ừ được. Ừ, khi đến đây em gọi cho số này nhé. Hết. Tôi đi lấy nước. Xin phép thiếu tướng. Vào đi anh Oleg. Có gì mới? Đầu bếp đưa bù đến vị trí. Cuộc làm quen diễn ra tốt. Tốt, hy vọng là chưa hết. Chưa hết, bù gọi cú đầu tiên cho cô Vera nào đó. Chúng tôi đang làm rõ cô ta là ai. Có gì đâu, ta kiểm soát tất cả các cuộc gọi của hắn. Và bố trí nghe lén số máy của Vera đó. Vâng. Vâng. Đó là người bên dân sự à? Biết, tôi biết. Kubatov. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn. Đứng gì nữa? Quy động anh em vào cuộc. Rõ. Gas, anh khá lắm. Như là đầu bếp chính hiệu. Hay làm mai táng. Học hỏi ở trại. Chúng tôi vừa có xác nhận. Trong thành phố lại xảy ra một vụ khủng bố nữa. Bom nổ ở phố Borasaki, trước cửa siêu thị Sebantin. Chưa có số liệu chính xác về thương vong, nhưng chứng nói là không ít hơn 10 người. Đồ rác rưởi, thằng chó chết. Ai? Cô Xe, anh biết không? Có nghe, nhưng không biết hắn. Đây là bàn tay của hắn. Đúng là đồ khốn kiếp, không luật lệ gì cả. Ôi trời, nhưng không thể tóm hắn được. Ừ, giả sử có tóm được hắn. Để tốn tiền lắm. Sebantin đang bị phá. Gans, giúp tôi đi. Bốn tay không đủ. Và hương thảo cũng thiếu. Thịt dai quá. Thôi ăn đi, mai ta sẽ nghĩ xem. Xin phép đồng chí. Vào đi anh Oleg. Mời ngồi. Vâng. Anh định nói gì? Đầu bếp đã biết kẻ chủ mưu các vụ nổ ở Sebantin. Ai? Tên Sergei Lubinets nào đó. Có bí danh là Kose. Đó là ai? Ta biết gì vậy hắn? 37 tuổi, nhiều lần phạm tội. Bị truy nã về tội giết người, buôn bán vũ khí. Bí danh là vị giọng của hắn. Trước đây hắn bị cứa cổ nên nói khò khè. Hắn bây giờ ở đâu? Không có đầu mối gì. Chỗ của hắn ít người, giữ bí mật tốt. Hắn bị truy nã đã 3 năm. Nghĩa là tên Scorsese này là kẻ chủ mưu đánh chuỗi siêu thị Sebantin. Thì sao? Ta coi đó là giả thuyết chính à? Đầu bếp tin chắc là thế. Còn anh thì nghĩ sao? Chúng tôi sẽ làm rõ. Thì làm đi. Người của hắn đang ở trong thành phố. Huy động mạng lưới đặc tình. Anh có thẩm quyền việc đó. Tuân lệnh. Hành động đi. Đến gần sáng. Tôi mới chậm mắt được. Cô Vera của anh vừa gọi. Thế à? Anh có điện thoại? Tôi vừa nói chuyện. Cô ấy đến ta cấp ca rồi. Anh giúp gặp tay đôi được không? Tôi sao? Trông giống MC à? Tôi không là thằng tồi. Sẽ trả thêm vài tờ xanh. Thôi được, ta đi.
Anh Rêu Kha, xem ngon chưa kìa. Nào, ta lại làm quen, không sao chứ. Ê công chúa, em lạnh không? Biến đi. Biến gì? Người đẹp, đi dạo nhé. Biến đi tôi bảo. Tôi bảo biến đi. Này, sao nóng nảy thế? Biến đi, tôi bảo biến ngay đi. Trò gì thế, bọn nhóc? Tôi không hiểu, cần gì hả? Đi, xéo đi. Xéo đi. Đồ biến thái. Bọn tao còn gặp mày, đồ chó. Đừng gặp nữa thì hay hơn, các cậu à. Ngầu quá. Cảm ơn anh. Cảm ơn không gặp được. Này người hùng, anh bay đi đâu cho xa đây? Cô là Vera. Gan à? Vâng. Chào anh, chào cô. Ta đi. Anh biết Bù lâu chưa? Một ngày. Anh thấy anh ấy thế nào? Không thích lắm. Tôi thích cô hơn, cô xinh quá. Ừ, cảm ơn. Xe tôi kia. Ta đi. Đi xa không? Vài cây số. Gần trạm xăng, có quán ăn, ta vào đấy. Ừ, vào quán thì vào. Thế nào hả, quý vị? Trong 4 ngày, 3 cửa hàng, kết quả là số 0. Nên hiểu điều đó thế nào? Thưa Thượng tướng, kết quả chỉ là vấn đề về thời gian. Chúng tôi đã chặn và lục soát các kênh, mà có thể chuyên chức nổ. Tìm ra kênh thì sẽ ra kẻ chủ mưu. Còn nếu thời gian không đủ. Chào đồng chí. Trễ rồi đấy, thiếu tướng. Xin phép báo cáo. Có kết quả à? Cũng có ít manh mối. Đó là ai nữa? Cầm đầu một băng cướp, bí danh là Kosei. Theo dữ liệu chúng tôi có, người của hắn gây ra các vụ nổ. Kosei này liên quan gì với Khanh? Tôi vẫn nghiêng về giả thuyết khủng bố có tính thương mại. Không thể có điều đó. Chúng tôi có giả thuyết khác. Bằng chứng, anh Alexei. Cần bằng chứng đanh thép. Theo lời của Bu, Kosei áp dụng sơ đồ đơn giản để đánh doanh nghiệp. Lúc đầu nổ bơm, sau đó là đảm bảo an ninh, đổi lấy một phần lợi nhuận, khó tin. Quy mô không phải ở mức đánh doanh nghiệp, đó là tội danh khác. Nhất trí, hắn là đồ khốn nạn, nhưng không là kẻ tự sát. Chú trọng giả thuyết Kafkas. Anh Alexei, trên bàn cờ đây là uy tín của cơ quan chúng ta, thậm chí cả ghế của mình. Rồi chuyện nữa, Tây Bù đó làm thế nào để khai ra? Và hình như hắn đã chạy trốn. Nhưng thôi, đó là việc của anh. Thoát khỏi cái tổ kiến tội phạm dân sự đó đi. Alexei, tôi rất mong anh. Phải dập tắt đám cháy, không là đưa con mèo mắt trên cây xuống. Hay là che chắn cho chuỗi siêu thị này. Thì được gì? Chúng sẽ phá nơi khác. Để thế này, thì mối đe dọa đang còn mang tính cục bộ. Ta quay lại chủ đề. Cần áp dụng biện pháp gì để bảo vệ các cửa hàng? Alo chào mẹ, con đến đêm ca rồi nhé. Mai sẽ có bài kiểm tra toán. Con với nó chuẩn bị bài. Con nghỉ trưa ở đó. Đến khoảng 6 giờ. Tạm biệt, cảm ơn mẹ. Chào bác. Hoa giá bao nhiêu? Rẻ thôi con ạ. Bác bán 100 rúp. Cháu mua nửa bó được không? Tức là sao? Bác chia đôi và đưa cho cháu. Thì giống bó hoa sao được? Vì cháu chỉ có 50 rúp. Ừ, thế thì lần sau cháu mua nha. Này cháu, lại đây đã. Cháu muốn mua hoa cho ai? Cho một người rất tốt. Nếu cho người rất tốt thì đây, cháu cầm. Cảm ơn bác. Tạm biệt. Tạm biệt bác. Này cô, có gạt tàn không? Ở đây không hút thuốc, xin lỗi. À, gián thật.
Vera, em Vera. Em lại đây. Bao nhiêu năm rồi? Này Bu, đó là ai? Đó à, Gans, tay chân. Em lại đây. Em nghe nói anh đang ở tù, bị dẫn độ từ Phần Lan về. Vera, cuộc đời anh là thế. Hôm qua ở tù, hôm nay ở đây, ngày mai có thể ở nơi nào đó. Tất nhiên, nếu có em giúp, anh cần gì? Gì à? Hối phiếu mới, bằng lái, giấy tờ tùy thân. Của Pháp được không? Mới tin, đã có trong hệ thống. Được. Còn tiền anh sẽ chuyển như thông thường. Ừ, thêm 3.000 vì làm gấp. Vera. Thôi được, em phải về. Hay là lấy xe chở em đến ga tàu. Không cần, em tự đi, anh về nhé. Ừ, anh về. Ta đi. Xin lỗi. Hay là tôi đưa cô đi. Không cần đâu, cảm ơn. Chào gì? Chào cháu. Tặng gì? Cảm ơn cháu. Hoa tulip. Dì cảm thấy thế nào? Đỡ hơn nhiều rồi. Bố có gọi không? Không, dì đừng lo. Lúc nào đi làm nhiệm vụ, bố cũng không gọi gì hết. Cô hiểu. Cháu đọc cô nghe ba chàng ngự lâm nhé. Dì thuộc lòng chuyện đó. Hay là mua tạp chí loại của gì ấy, của phụ nữ. Cái đó thì cháu còn sớm để đọc. Dì đi đâu? Cắm hoa vào nước. Cái này chúng màu bị heo lắm. Không cần, để cháu làm. Cháu à, nếu dì không dạy thì người có thể bị rỉ. Cảm ơn cháu. Nhưng dì nhớ cắm hoa xong phải về giường ngay. Ai nói thế? Cháu. Chú ơi, chạy rồi à? Không chạy mà. Kiểu nói như cô bác sĩ trưởng. Ừ, thì khi cháu lớn, cô nhận nó vào làm việc. Quá chuẩn, nó giúp cô tỉnh lại rất nhanh. Rồi đem hoa đến. Cậu bé vàng, theo chân bố đấy. Cậu bé vàng à? Vâng, Komiaka, tôi đây, ngon lành cả. Nói với Koshi là tôi đã tìm ra anh ta. Ăn ở đâu? Tôi không biết cụ thể. Giữa Giáp Rút và Alexeyevka đang trú ở chỗ Gans. Người đó là ai? Tôi không rõ, hỏi anh em. Có vẻ ác chiến và tự tin. Bu muốn gì ở cô? Cần hối phiếu mới. Hẹn gặp lúc nào? Ngày mai. Giỏi lắm Vera, Koshi là người chơi đúng luật. Biết đánh giá công việc. Tôi sẽ gọi lại sau. Cô ta nhận bao nhiêu vì việc này? Bao nhiêu à? Cả năm tớ với cậu cũng không kiếm được chừng đó. Đúng là như thế. Oleg Khomiakov, dân xã hội gọi là Khomiaka. Cánh tay phải của Koshi. Vera Lvova. Cô bồ cũ của Bu. Chuyên về làm giấy tờ giả. Nghĩa là cô ta bán đứng anh bồ cũ của mình. Đúng thế. Cặp đôi đẹp đấy. Cô Lê, anh dự đoán thế nào? Đầu bếp của ta không bị thí chứ? Chắc là không. Người của cô Xê không biết Bu ở đâu. Cho nên chúng sẽ mua đầu bếp. Và chúng sẽ có hành động qua cô gái. Đúng. Vì cô ta là đầu mối duy nhất liên hệ với Bu. Còn đối với chúng ta, cô ấy sẽ là sợi chỉ kết nối chúng ta với cô Xê. Bởi vì Bu cũng chỉ là con tốt. Cần phải cho đầu bếp nhầm vào cô Xê. Cần lý do nhập cuộc hợp lý. Đã nghe tất cả ở đó. Thế thì hành động đi Oleg. Rõ. Tức là Khomiaka. Anh chắc chứ Oleg? Vâng, tôi hiểu.
tức là hướng vào Kose. Nhìn qua thì không thể biết, y như Mata Hari. Vâng, tôi hiểu, đang làm đây. Alo, con à, chào con. Bố đây. Con ở bệnh viện à? Dì Asia đó sao? Đang ngủ à? Ừ, hiểu. Này, lúc nào dì dậy, con nói lại. Là bố sẽ sớm về nhà. Tạm biệt hết, hiện tại không thể nói nữa. Đem lại đây. Đừng vội, cẩn thận. Nhìn góc kia. Chúng tôi như là công ty bảo vệ, có được bồi dưỡng gì không? Ừ, có. Sữa chua, quá hạn. Ừ, chuỗi xe banh tin này ở khắp thành phố. Biên chế bây giờ phải tăng gấp 5 lần. Ừ, Steba, đáng lẽ phải làm công việc yêu thích của mình là săn bắt trộm. Này, cài đặt gì đó? Yểm trợ cho tớ. Xin phép báo cáo đồng chí thượng tướng. Nói đi. Chúng tôi đã xác định danh tính của hai tên cài thuốc nổ bị giết. Cả hai tên đều là quân của nhóm tội phạm Kosi. Chắc chứ thiếu tướng? Chắc 100%. Kosi chính là chủ mua các vụ nổ siêu thị. Nhưng giả thuyết về thương mại cũng chưa ổn. Kose chỉ là người thực hiện, còn chủ mưu là Khanh. Vấn đề là ở chỗ hắn làm sao tìm ra Kose và kênh liên lạc của chúng là gì? Anh Alexei, tội phạm của tổ chức là đức của anh. Có thể anh đang chặn họng bọn khủng bố khác. Chúng sẽ nộp mang Kose, hắn có phải là ma đâu. Không loại trừ. Tôi nghĩ là sẽ tóm được Kose trong 2-3 ngày tới. Cả bù nữa à? Thế mà tôi đánh giá đồng chí hơi thấp. Từ nay thiếu tướng luôn thông báo cho tôi. Rõ. Được không? Ôi đừng vội. Đủ chức. Còn tôi thì mở bài. Như đã biết, cảnh sát đã chặn đường vụ khủng bố mới. Ba người đàn ông định gây vụ nổ ở cửa hàng trung tâm của chuỗi siêu thị Sebantin. Trong lúc nổ súng, hai tên khủng bố đã bị bắn chết, tên thứ ba chạy thoát. Ừ, Vera. Ôi, Vera. Với anh thì em không ngồi yên đâu. Vâng. Này, hẹn gặp ở đâu? Cũng ở chỗ đó. Vera, cũng ở đó. Lúc nào? Ừ, được, sau 2 tiếng nữa. Rất tốt. Anh ở lại đây, anh không nên lộ mặt. Tôi sẽ đi. Thích đến gặp cô ta à? Cái gì? Được, tôi không phản đối. Nhớ đừng quên hối phiếu. Ta mở. Tôi thua. Chào cháu. Làm gì đấy? Để gì giúp cho? Cháu làm không đúng đáp số. Để gì giúp? Hồi ở trường gì đạt điểm 5 môn toán. Cháu làm bài gì đấy? Không cần đâu. Hoạt động tư duy bây giờ có hại với gì đấy?
Ai nói thế? Cháu nói. Bố vừa gọi. Ừ tốt. Sao không gọi cô vậy? Để làm gì? Làm thế. Rồi bố nói gì? Nói gì? Bố nói là sẽ sắp về. Chào Vera. Anh Bu đâu? Chào anh gọi gì? À không, cảm ơn. Anh ấy ăn gì đó không hợp, cho nên tôi đến lấy hôi phiếu. Nếu anh cần gì đó thì cứ nói với tôi. Giấy tờ, thẻ ngành và cả massage nữa. Nhưng đừng nói là bất ngờ nhé. Anh sẽ không thất vọng đâu. Tôi chờ, tôi mong việc đó. Lần sau đến đây tôi sẽ gọi. Dây dưa làm gì? Nhà nghỉ của tôi gần đây. Ta đến nha. Nhớ đem Bù theo. Anh ấy một mình ở nhà, anh buồn lắm. Ta đem theo cả cái cậu có sẹo đó à. Vera, cô làm tôi khó chịu đấy. Xin lỗi Gans. Được chứ? Ta nói chuyện nha. Ừ, nói chuyện. Anh ấy cho anh bao nhiêu? Anh ấy như bò sữa, chỉ cần đặt xô để hứng. Anh ấy sẽ không sao cả. Những người nghiêm túc đã nói thì cứ như thế mà làm. Còn cô đề xuất bao nhiêu? Đó lại là chuyện khác. 50.000. Thế hả? Còn massage thì sao? Cái đó thì tùy anh muốn. Ừ, tôi sẽ gọi cho cô. Thế nào? Bù quá khốn nạn rành mà. Không đến mà bảo Gan đi thay ta. Cô nghĩ hắn đoán được à? Có thể đoán được. Không sao. Gan không thoát khỏi tay ta. Hắn xin lập Bù. Tôi nói sẽ cho hắn tiền. Chỉ thằng ngu mới từ chối. Cầu Chúa, cầu Chúa. Cô à, cho 100 gram cô nhắc. Ông chờ xíu. Vậy là giải quyết xong. Điệp viên của anh chúc tất cả của Bù cho cô C và tạo được lòng tin của hắn. Ta rất cần thiết lập kênh thông tin với tên Khan. Quá mạo hiểm cho điệp viên. Tôi cần thời gian để chuẩn bị. Ta không có thời gian. Ngày nào Sebastian cũng bị nổ. Alexei, anh nên biết chỉ cần một cú điện thoại của Khan là vấn đề sẽ giải quyết ngay, bây giờ và mãi mãi. Đưa cho tôi số điện thoại, địa chỉ IP của Tây Trung Giang, gì cũng được. Tôi bảo đảm hỗ trợ cho anh. Ta làm chung, tôi sẽ lo thủ tục. Thế còn trên bộ? Chấm hết, anh Alexei. Việc đó không bàn ở đây. Rõ. Ngoài ra Vera có nhà nghỉ gần đây. Anh biết không? Không. Anh đến đó rồi à? Hàng xóm ngó nghiêng gì đó. Tôi cảm thấy có mùi khét. Anh có ra sân à? Có ra hít thở một tí thì sao? Anh quỷ quái thật. Làm lộ nhà này, đồ khốn kiếp. Có ai nhìn thấy tôi đâu? Có cảnh sát Nhật Bản. Tóm lại, phải biến đi. Hôm nay vẫn ở đây, mai ta đến chỗ Vera. Ở đó yên tĩnh hơn. Sau đó hai ngày sẽ nằm lì ở thành phố. Anh định lúc nào ra nước ngoài? Tôi còn nhiều việc ở đây. Vì sao? Đến Vera hay là chia tay? Không Gan à, tôi đi với anh. Còn về chuyện cô Si, anh sẽ giúp chứ? Tôi còn chưa quyết định.
ta thay bánh xe. Còn xe thứ hai đâu? Tối sẽ đem đến. Còn bây giờ Vera sẽ chở đi. Cô ấy à, cô ấy. Lên xe đi. Đấy, chúng lại đi tiếp. Khoảng 3 phút nữa đến đây. Xin chào mừng. Mất tín hiệu. Mất nghĩa là sao? Có thể bị nhiễu gì đó. Đừng cửa quậy bu, anh chạy thế đủ rồi. Gans, không được ra. Này, tôi không dính gì đây, đây là việc của anh. Đi gọi đi, đấy bu. Anh lúc nào cũng thích lên sóng. Nghĩ đi, đây là container, đồ chó chết. Mày chơi tao để làm gì? Quỷ quái gì thế này? Có tín hiệu chưa? Chưa. Không hiểu gì cả. Như là chui xuống đất. Cố lên Atium. Tìm sống. Thì tớ đang tìm đây. Thì tôi đã đề nghị chúng ta chơi cho đẹp. Đề nghị rồi. Thế nào? Mày có ký không? Mày xéo đi. Bù, vẫn chưa thủng hả? Đằng nào tao cũng sẽ cho mày trắng tay sau mấy vụ nổ đó. Bởi vì dân chúng sẽ bỏ chạy khỏi cửa hàng của mày như là quỷ thấy mùi trầm hương. Hôm nay một xe patin nữa đang chờ xếp hàng. Mày tưởng tao thích trò đó hả? Nhưng sắp tới đây, tất cả của mày sẽ bay lên trời. Mày có ký không? Mày xéo đi. Homiaka. Có tín hiệu nghĩa là sao? Cố tìm ra xe. Nghĩa là không có. Xe như hòa tan đâu mất. Dù có dùng răng bới đất thì cũng phải tìm ra điệp viên của ta. Rõ chưa? Tôi chờ. Gọi Mensop đến đây để làm gì? Vì ta cần hỗ trợ. Cần phải bắt thằng Ve khai ra. Ta không tự mình làm được sao? Ừ, tôi thấy các anh làm rồi. Tôi đã nói ngay từ đầu, không nên ném đầu bếp không có vỏ bọc vào chảo lửa đó. Nhưng họ cần sớm có kết quả. Oleg, nếu đầu bếp của ta bị chuyện gì thì tôi sẽ không tha thứ cho bản thân và cũng không tha thứ cho các anh, hiểu chưa? Tôi hiểu. Hey,
Ose, anh không điên chứ? Fumiaka, nói anh ấy biết. Có sống chưa? Đừng giận được chứ. Chúc mừng trở về. Báo cho các trạm để chặn xa lộ, chặn toàn bộ xa lộ, để rùi cũng không bay qua, và tổ công tác phân tán ra. Ừ, có tín hiệu, tôi sẽ gọi lại. Chúng ở đâu? Đi tiếp dọc xa lộ khoảng 8 km, rẽ vào đường làng, rồi đi về phía Fedorovka. Số 2, tôi số 1 đây. Tôi báo tọa độ. Ở km số 38, rẽ sang hướng Fedorovka. Số 1 tôi hiểu, sẽ bắt đầu theo hiệu lệnh. Số 2 bắt đầu ngay lập tức. Ta đi. Bây giờ mày sẽ được tắm máu. Fumiaka, đem kìm và dũa lại đây. Bây giờ ta sẽ bẻ răng hắn. Tôi sẽ ký, sẽ ký. Giỏi, giỏi lắm. Ký đi nào. Lau tay đi đã, tay đầy máu. Mày làm gì thế? Này này, ký đi. Bút đây, đây, này này. Để hắn tự ký. Thế mày đúng. Nào nào, ký đi. Giỏi lắm. Đối tác, tạm biệt nha. Anh làm gì thế? Làm gì thế? Đồ khùng, Fumiaka. Làm gì thế? Vera ngậm mồm lại. Các anh làm gì thế? Điên hả? Cất súng đi. Cầm mồm ngay. Hắn là cha của cô hả? Để sau này hắn mở miệng ra và tất cả chúng ta tôi luôn à. Đây, bắn đi. Thằng khùng khốn nạn. Fumiaka, đem Vera đi. Không thì tớ không chịu được. Vera, lùi ra. Bơm ở đâu? Sao? Mày là cớm hả? Cái gì? Mày sẽ tra tấn tao hả? Không được. Theo luật không được. Bây giờ tao chính là luật. Ai đặt hàng? Tao không nói. Tôi không nói. Gan tôi bé lắm. Mày sẽ nói. Sẽ nói. Tao không đau gì cả. Tao đang say ma túy. Đưa tay ra. Quậy đi, cứ quậy đi. Tao sẽ cho một lỗ trên đầu. Mày muốn biết gì ở đâu? Bom đặt ở đâu à? Bây giờ mày gần như tôi rồi. Tao sẽ nói cho mày biết. Bom ở đâu? Ở Sebastin. Khan hứa trả cho tôi khi làm xong mỗi cửa hàng. Đến 1 triệu rúp. Sau đó ông ấy gọi điện và bảo đến chỗ nào lấy tiền. Tức là bu trả cho tao một phần lợi nhuận. Chỉ là kiếm thêm thôi. Tất nhiên. Mày nghĩ sao? Ai ngu gì mà lại từ chối khoản thêm đó. Đấy, ta nói chuyện thật lòng như thế cớ mà. Gửi lời chào thiên thần trên đó nha. Tất cả đứng yên tại chỗ. Đưa tay ra sau đầu.
Vâng. Хорошо, Андрей. Андрей, được. Ну что? Я понял. Tôi hiểu. Что? Thế nào rồi? Товарищ генерал. Báo cáo thiếu tướng. А что я взял? Đã bắt được cô Си. Кулинар же. Đầu bếp còn sống. Слава тебе, Господи. Cảm ơn Chúa. Yêu cầu tất cả khách hàng ra khỏi cửa hàng ngay lập tức. Nếu không tự mình tìm thấy lối ra thì đừng hoảng sợ. Nhân viên cửa hàng sẽ giúp. Đưa tất cả ra hết chưa? Hết rồi. Anh đi kiểm tra. Có gì ở đâu? Sơ đồ ở đây kỳ lạ quá. Tôi chưa hiểu được. Chào đồng chí. Chào thượng tướng. Hôm nay sao ít người thế? Tôi đã nói Khanh có tay mắt ở khắp mọi nơi. Tôi không muốn lần này lại bị hỏng việc. Thượng tướng nghi ai hả? Những ai tôi không nghi đang ngồi ở trong phòng này. Cảm ơn đã tin tưởng. Bản tin bắt đầu bằng tường thuật tại chỗ hiện trường vụ khủng bố vừa xảy ra ở phía bắc thủ đô. Bắt đầu. Chúng tôi đang ở siêu thị Sebastian. Mấy phút trước ở đây xảy ra vụ nổ. Không sao chứ? Sẽ cố gắng. Làm mấy chục người thương vong. Đó là những người đến mua đồ cho ngày lễ và chọn quà cho người thân của mình. Không lời nào diễn tả được nỗi kinh hoàng này. Trên mặt nhân chứng chỉ thấy một điều. Đó là bị sốc vì bây giờ chúng ta không có gì bảo đảm cho an ninh. Ngay cả ở cửa hàng bên cạnh. Mỗi nơi tập trung đông người. Bây giờ có thể tiềm ẩn hiểm họa. Thế nào? Rất thuyết phục. Cảm ơn tất cả. Hết, mọi người nghỉ. Tôi làm thế nào? Nói rất thuyết phục. Anh à, tôi thậm chí hoàn toàn tin là thực tế xảy ra như vậy. Xong, nhanh lên. Thay đồ ở đâu? Về studio à? Kéo dài một tí, tôi cần 30 giây. Tôi nghe. Aleikum salam. Cô Si, anh bạn thế nào rồi? Mọi thứ ổn cả. Tôi thấy đúng lịch trình. Tôi thấy rồi anh bạn. Anh làm tôi quá vui. Ngăn số 28. Nghe không rõ. Ghi mã số. Anh chờ xíu. Vâng. Xong tôi ghi. 1965. Ghi xong chưa? Tôi hiểu. Chắc chắn phải kịp. Барсук, cho phép bắt đầu. Hôm nay là ngày hội của anh em ta. Ta làm bữa tiệc nhỏ mừng công việc chung của chúng ta. Thêm vài vụ nổ nữa và các cách của chúng ta sẽ được giải phóng. Ăn đi, uống đi. Chúng ta xứng đáng để có buổi tối nhiều phước lành hôm nay. Xong. Chúc mừng các đồng chí. Chúng ta đã làm xong vụ này. Anh Alexei, tôi đặc biệt cảm ơn anh và người của anh. Và xin lỗi vì đâu đó hơi căng. Vâng, có gì đâu. Vì chúng ta cùng làm công việc chung. Cảm ơn Andrei. Làm việc rất tốt. Thôi đừng giận nữa. Ừ, vài lần có quá lời.
Lúc nào? Tôi không nhớ. Xin lỗi anh. Nào, tôi nghĩ vì lý do này, chúng ta có thể cho phép mình. Xin mời. Vì hòa bình trên toàn thế giới. Cảm ơn anh. Chào em. Bất ngờ quá. Hôm nay sinh nhật của cháu. Không chỉ của cháu, còn của ai nữa? Của dì. Vì dì có thể đã chết. Nhưng dì có chết đâu. Nhưng cũng có thể nói dì được tái sinh. Chúc sinh nhật dì Asia. Chúc sinh nhật Yarik. Nhưng dì không có quà gì mừng cháu cả. Anh đã có quà cho con rồi. Ồ thế à? Quà gì hả anh? Cần câu quay. À, cần câu quay. Loại ống lồng siêu gọn nhẹ. Đúng là thứ cháu thích hả? Vâng ạ. Quay chưa? Thôi để xem sao. Bố ạ, vì Asia không có quà. À thế à, Asia không có quà. Ôi, không hay gì cả. Vì Asia không có quà sao được. Đây, quà của vì Asia. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Ura. Nhỏ thôi, ta đang ở bệnh viện. Hết tập 16.